Rời Cù Lao An Bình, chúng tôi xuôi dòng Cổ Chiên để tiếp tục hành trình khám phá đất Vĩnh Long. Dòng Cổ Chiên đem phù sa bồi đắp, tạo nên sự trù phú cho quê hương Vĩnh Long với bao mùa trĩu quả, tôm cá đầy đàn. Nghề nuôi cá lồng gần đây đã đem lại sự giàu có cho cư dân. Ở khúc sông lớn nhất của dòng Cổ Chiên, những lồng cá lớn tụ tập thành cụm. Đây là một nghề mới. Khoa học kỹ thuật thủy sản phát triển đã định hướng cho công nghệ nuôi cá ở đồng bằng sông Cửu Long. Và từ đó cuộc sống của cư dân bên dòng Cổ Chiên cũng khởi sắc. So với cả đồng bằng sông Cửu Long thì hệ thống sông Cổ Chiên có lưu lượng dòng chảy tương đối ổn định, bình yên, thích hợp với việc nuôi cá, cho sản lượng cao. Mỗi lồng được thu hoạch 2 lần trong năm. Giống cá phù hợp phát triển cho thu nhập cao nhất ở đây là cá tra và cá ba sa. Các loại thủy sản không chỉ tiêu thụ trong nước mà còn mang lại giá trị xuất khẩu lớn, đem lại nguồn thu nhập cao cho bà con. Hệ thống kênh rạch qua ruộng, qua vườn rồi đổ ra sông Cổ Chiên là một lợi thế không chỉ cho cây trái mà còn là nơi phát triển nghề thả vịt, một đặc sản vật nuôi dùng ruộng nước cho tỷ lệ thịt và trứng có chất lượng rất tốt. Vĩnh Long còn có nghề làm trứng muối rất đặc trưng, cung cấp trứng muối không chỉ toàn quốc mà còn xuất khẩu ra các nước trong khu vực. Nói về Vĩnh Long thì ở Vĩnh Long thì về điều kiện thuận lợi, Vĩnh Long là cái vùng sông nước, vùng đồng bằng sông nước, nó rất thuận lợi cho cái việc chăn nuôi, nhất là chăn nuôi vịt chạy đồng. Vì vậy đó là cái điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư vào để sản xuất trứng vịt muối xuất khẩu. Thường thì cái sản phẩm của doanh nghiệp thì xuất đi những nước Đông Nam Á như Singapore, Hồng Kông và Malaysia. Để có được sản phẩm trứng muối đủ tiêu chuẩn xuất khẩu, đòi hỏi nguồn trứng cung cấp phải đạt chất lượng. Và chỉ có miền đồng bằng sông Cửu Long với những cánh đồng bao la trù phú là có thế mạnh đáp ứng được yêu cầu này. Theo thị hiếu của khách hàng, lớp áo phủ có thể là tro trấu hoặc tro rơm rạ, và lượng muối theo tỷ lệ phù hợp với khẩu vị từng quốc gia. Nhưng để có được những quả trứng muối đạt chất lượng,